Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần chót, phần thứ tư của chương trình. Ngay bây giờ mình có một người đương gọi vô. Hồi nãy có một người, lúc mà mình off air đó, có một người gọi vô, xin gọi trở lại ha. Hello, xin chào bác sĩ, kính chào bác sĩ. Em muốn hỏi thăm bác sĩ á. Em đã chích một mũi Johnson rồi. Em nghe nói cái biến chủng Delta thì Johnson nó không có bảo vệ nhiều á. Thí dụ em hỏi, thí dụ em muốn chích thêm một Pfizer nó có được bác sĩ hay là bị hai thứ lẫn lộn bác sĩ? Cái câu hỏi này rất là hay mà cái trả lời nó hơi confusing nha. Tôi có mấy người mà email cho tôi về cái chuyện này, bệnh nhân của tôi. Ngay bây giờ đó, họ đương có nhiều người họ nói là you can mix it. Mình có thể mix Moderna, Pfizer as long as you get the two shot. Cái đó là Pfizer với Moderna. Còn Johnson & Johnson là một chuyện 100% khác nhau nha. Cái mà nó nói là mình có thể mix đó, nghĩa là mình có thể chích Pfizer xong rồi mình có thể chích Moderna đó. Cái đó chỉ là Pfizer với Moderna. Còn Johnson & Johnson họ chưa có nói gì hết đó. Và về trở lại về cái Pfizer với cái Moderna, có thể pha được đó. Pha là mix đó. Chưa chắc đó là mấy cái người mà họ nghiên cứu ở CDC họ cho phép. Cái này là chỉ có tôi nghe, tôi đọc trong mấy cái journal là có thể mix được. Nhưng mà cái definitive answer, nghĩa là trả lời 100% đó, tôi không dám nói nha. Tôi chỉ nói đó là tôi đọc trong mấy cái journal, mấy cái chỗ mà nó nghiên cứu đó, mấy cái trung tâm trường mà nó nghiên cứu đó, thì so far đó, nó nói mình có thể mix Moderna và Pfizer. Nhưng mà tôi nghĩ chưa có đủ cái data đặng mình giải quyết. Thế tôi nghĩ nếu mà cô chích được hai thứ Pfizer, hai mũi Pfizer, hai mũi Moderna, vẫn là tốt nhất. Em chích Johnson nhưng mà anh nghe nói biến chủng Delta, cái Johnson là yếu nhất, nó không có ngừa được. Thành ra em sợ nó là... Thì mình chích thêm Pfizer, thì nếu bác sĩ rảnh có thể tìm tới bác sĩ nghiên cứu trả lời dùm cho. Dạ, để tôi có, để tôi đọc, để cái câu hỏi này rất là hay, để tôi đọc về Johnson & Johnson có thể mix với lại Pfizer hay Moderna, cái đó tôi sẽ trả lời tuần sau ha. Dạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, cái câu hỏi đó rất là hay mà ngay bây giờ đó, thì chắc bác sĩ Tâm biết đó là cái mấy cái chuyện này nó rất là mới, thành ra nó chưa có đủ cái data đặng nó nghiên cứu tới. Thành ra cái quan trọng đó là nếu mà mình chích được Pfizer và Moderna, mình nên chích, tại có rất nhiều người họ cũng tới cái lúc này họ cũng chưa muốn chích nữa. Thành ra nên chích là mình bảo vệ gia đình, tất cả những quanh mình đó, rất là quan trọng. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Hello, chào chị. Dạ, chị hỏi đi chị. Hello, hỏi bác sĩ Tâm á, sao cái tôi bị viêm son rồi mà mổ chừng hơn năm nay sao giờ nó bị lại? Nó nghẹt lại á, thấy ra như mũi vậy đó, như mũ vậy đó. Cái đó phải tùy theo cái xoang mũi chị, tùy theo cái bị allergy nhiều ít ha. Lúc mổ là mổ nhiều, mổ về cái gì thì tùy theo cái xoang mũi họ mở rộng hay không. Thì bây giờ nếu chị bị lại tức là bị sao? Nó bị cái gì vậy? Nó có bị chạy mụ hay là bị đau xoang mũi, đau nhất hay sao chị? Đau hồi đó trên cái xoang mũi đó, nó có mụ gì đó rồi mổ. Thì bây giờ nếu mà chị lần gần rồi, chị lần rồi chị đi chưa được 2 năm. À hả, chị có đi khám lại không? Chưa đi khám lại, chưa rồi thấy chưa đi khám lại. Tôi đề nghị chị nó hỉ ra nó nghẹt luôn.
chị nên đi khám lại nha, nên nếu cần thì cần làm lại CAT scan, CT scan qua cái xoang mũi sao nha, rồi mới biết được cách chữa sao. Chứ bây giờ cũng 2 năm rồi cũng khó nói lắm, nếu chị bị allergy cũng phải chữa thêm allergy nữa, dùng thuốc rồi vậy đó, rửa cái mũi cho nó sạch nha, dùng nước muối đó, saline irrigation rửa cho nó sạch thì nó bớt mấy cái tỷ lệ bị lại đây, nhưng mà chị nên đi khám lại xem sao nha. Hello. Hello. Hello nghe. Dạ. Dạ con nghe đây. Dạ, vậy chị lấy cái hẹn lại với bác sĩ tai mũi họng đó, đi khám lại xem sao nha, nếu cần phải làm lại CAT scan nha. Dạ. Dạ. Dạ, chị còn câu hỏi nào không chị? Dạ hỏi vậy thôi. Ok, yeah. Rồi. Dạ. Ok, dạ cảm ơn. Cảm ơn chị. À, lúc mình đang chờ để hỏi bác sĩ Tâm, đó là mấy người đó mà bị sưng mấy cái sinus đó, thì nên dùng cái máy dehumidifier không? Cái máy dehumidifier thì nó sẽ nó bớt khô đi, nó giúp được cái mũi, cái màng trong mũi, mucosa trong mũi đó nhé. Nhưng mà nếu mà bị xoa mũi nhiều thì nên rửa bằng nước muối, saline irrigation thì nó giúp được nhiều hơn. Nhiều hơn. Vì nó rửa tất cả cái mài, cái crust ở trong mũi ra nè. Nó mở rộng cái nước cái xoang mũi đi thì nó chuyện khó bị phát sinh hơn. Yeah. Ok. Thì nó có ảnh hưởng tới Hello. 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 Dạ. Hello. Dạ, có khỏe không? Có câu hỏi gì vậy? À, uống cái thuốc không tao mở đó. Phosphatin 20 cái này có ảnh hưởng tới mỡ, tới gan mà. Có chứ cô. Mỗi ngày á. Có chứ cô, cái thuốc atorvastatin nó cũng mạnh lắm cô. Nó là một cái thuốc mà mạnh nhất đó cô. Atorvastatin hay là cái quên mất rồi. Atorvastatin is Lipitor. Nó có hai cái thuốc rất là mạnh. Cái Lipitor đó là atorvastatin, còn cái Crestor là atorvastatin, hai cái đó mạnh lắm. Thường thường đó cái mỡ xấu của cô nó bao nhiêu vậy cô mà họ cho atorvastatin cô? Mà cô bị bệnh tim, bị tiểu đường không cô? Hello, cô phải tắt cái TV, cô nói chuyện với tôi về cái qua cái dạ. Yeah. Không có bị tim. Dạ. Yeah. Nhưng mà mà cô cái mỡ nó cao thôi, nó cao mỡ. Nó cao bao nhiêu vậy cô? Cô có nhớ cái uống 20 SG thì có cao quá không? Không tùy. Nó có cao quá không? Không tùy cô. 20 SG. Không, tôi nghĩ 20 không có cao lắm. Cô có cao quá không? Không, thường thường bệnh nhân của tôi đó, tôi thường lựa mấy cái thuốc hiền trước, giống như là pravastatin, mấy cái thuốc mà hiền đó, giống như pravastatin hay simvastatin đó. Khi nào mà cái LDL đó, cái mỡ xấu là cái LDL đó, mà nó lên tới cái chừng 150, 160 mà cô bị bệnh tim nữa đó, thì lúc đó tôi sẽ dùng mấy cái thuốc mạnh hơn. Nhưng mà cái đó khó nói lắm, tại nếu mà bác sĩ của cô, tôi nghĩ bác sĩ của cô cũng đã hiểu cái trường hợp rất là tốt. Thành ra nếu mà cô không có uống rượu, cô không có bị bệnh gan, cô không có bị viêm gan A, B, viêm gan B và C đó, thì cái atorvastatin 20 không sao hết cô. Nhưng mà nếu mà cô bị, nếu mà cô nó ảnh hưởng tới tim không, nó ảnh hưởng về gan, nó ảnh hưởng về gan cô. Thành ra như tôi nói đó, nếu mà cô bị bệnh viêm, cô có bị viêm gan B hay C không cô? Dạ, khó nghe quá, để tôi trả lời. Cảm ơn cô đã gọi vô. Nói đơn giản đó là mấy cái thuốc cao mỡ như là Lipitor, Crestor, Atorvastatin hay Rosuvastatin, mình nói nhớ cái tên của nó. Crestor. Hai cái thuốc đó là Atorvastatin và Rosuvastatin, hai cái đó là mạnh nhất đó. Thường thường đó mình uống thì không sao hết, nếu mà mình không có uống rượu, mình không có bị viêm gan B và C thì tôi nghĩ không sao. Nhưng mà tùy người, tùy bác sĩ có nhiều người bác sĩ họ thích dùng Crestor, Lipitor thì không sao hết, nhưng mà tôi nói nếu không bị, không muốn uống rượu, không bị viêm gan B và C,
tôi đó thì tôi thích dùng mấy cái thuốc yếu hơn trước. Nếu mà mấy cái thuốc yếu giống như là pravastatin hay là simvastatin đó, mà nó không trị được đó, thì lúc đó tôi mới tăng lên mấy cái thuốc mạnh hơn. Như một lần nữa tôi nói, cái atorvastatin 20 đó, thật ra nếu mà không bị viêm gan B, C, không uống rượu, không sao. Nhưng mà nên theo dõi, nghĩa là thử cái men gan mỗi 3-6 tháng, coi cái men gan nó có lên cao hay không. À, mình hết thời giờ, thành ra cảm ơn bác sĩ Tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ Tâm. Cảm ơn quý vị, xin tái ngộ quý vị vào thứ hai tuần sau.